Xin chào quý anh chị và các bác đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và vẫn như thường lệ thì hôm nay em Tuấn Anh lại lên sóng cho quý anh chị và các bác một mẫu xe mới về tại bên em. Trước mắt quý anh chị và các bác đang chính là chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Premium sản xuất 2023. Đây là form mới rồi quý anh chị và các bác ạ. Chiếc xe này thì là phiên bản Premium và có nước sơn là màu xanh. Chiếc xe này mới chỉ lăn bánh được có 23.000 km thôi và full lịch sử bảo dưỡng hãng. Ở trên chiếc xe Mazda CX-5 này có gì hay và đặc biệt thì em sẽ giới thiệu cho quý anh chị và các bác cùng xem luôn bây giờ đấy ạ. Đầu tiên thì phần nước sơn của xe các bác có thể thấy là chiếc xe này đang có phần là hơi bụi một chút đúng không ạ? Vâng, do là chiếc xe này là em mua lại của khách hàng và chạy lên để quay luôn và lên sóng cho quý anh chị để xem luôn. Thành ra là chiếc xe vẫn chưa được rửa dọn và spa vệ sinh đẹp như nào cả. Tất nhiên là chiếc xe mộc như thế này mình xem thì rất là hay đúng không ạ? Có sao bên ấy luôn. Vâng ạ. Em đánh giá thì ở phần đầu xe thì cái phần cảng xe này đã có sơn lại rồi. Các bác có thể nhìn thấy là cái phần chi tiết sơn bột bả sơn có phần đọng lại ở trên cảm biến của xe này. Đó, trên mắt cảm biến của xe là có đọng lại này. Phần cảng xe này có phần bị xước và đã sơn lại rồi. Trên phiên bản Premium này thì chúng ta sẽ có cái logo. Logo này là logo 3D để nằm trong cái gói an toàn của xe, gói an toàn ADAS của xe đó ạ. Đèn thông minh ALH đã được tích hợp trên phiên bản này rồi các bạn ạ. Đèn này sẽ có tính năng là tự nâng hạ pha khi mà đi ở giải tốc độ trên 80 và ngoài đô thị. Cảm biến trước có rồi các bác nhé. Đã vâng, cảm biến trước sau đủ cả. Đây, la răng đây. La răng này thì sẽ là, để em kiểm tra nào, sẽ là la răng 19 inch. Và đây là dạng cánh sen. La răng này là la răng dạng cánh sen. Một chiếc xe mà sản xuất cuối 2023 mới lăn bánh chỉ có 23.000 cây thôi thì cái gai lốp vẫn còn rất là dày luôn. Lốp theo xe của Mazda CX-5 sẽ là lốp Toyo nên là gai rất là dày luôn ạ. Trên chiếc xe này có một cái điểm mà em cần quay cho các bác xem, chính là cái khu vực đây, chính là khu vực này là như thế nào nhỉ? Là do là đã bị va quệt vào nên thành ra là chiếc xe đã chỉ mất có khoảng tầm một gang chỉ ở đoạn này thôi các bạn, chỉ mất một khoảng tầm gang chỉ ở đoạn này thôi. Thế nên thành ra là cánh cửa xe thì đã có sơn lại rồi các bác nhá. Đã có xử lý và sơn lại rồi. Dạ vâng. Tiếp theo thì ở cánh cửa thứ hai này, phía sau này thì em chia sẻ là không có vấn đề gì cả. Bên em đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Đó, em quay cái ốc cho các bác nhìn này. Các bác hết sức thông cảm giúp em là do chiếc xe bên em đang để mộc nên thành ra là quay lên nó sẽ có phần hơi bụi bặm một chút, nhưng mà không sao, spa lên thì đẹp óng ánh luôn. Vì một chiếc xe 2023 đi thì nó không có một cái gì để mà cũ được cả. Quá mới rồi, mới có một năm sử dụng thôi. Khu vực nội thất của xe các bác nhìn này, quá mới luôn. Vô lăng này, vô lăng vẫn còn rất là bóng. Nội thất của Mazda ấy, nổi tiếng là cực kỳ nhanh xuống cấp, nhưng mà đối với chiếc ghế này nhá thì các bác có thể thấy là độ nhàu gần như là không có. Độ nhàu gần như là không có luôn. Củ số đây ạ, em sẽ quay phần củ số đây. Đó, quá mới phải không ạ? Ở trên phiên bản Premium này chúng ta đã được trang bị cái phần đó là cửa nóc rồi. Ở trên form mới thì phiên bản Premium sẽ được trang bị là cửa nóc rồi. Em quay tiếp sang phần cốp xe để các bác cùng đánh giá và cùng cảm nhận. Đấy, cái đồ của chỗ cũ em vẫn còn đang để nguyên đây này. Đây là cái móc treo đồ ở phía sau này. Kia là cái gối tựa đầu kìa. Em quay cái chi tiết cái phần ốc ở cốp nhá. Đây là ốc ở cốp này. Đó, rất đẹp luôn ạ. Các bác yên tâm khi mà mua xe bên em, về chất lượng xe có sao thì tả đúng thực như vậy, không để khách hàng mất công khi đến xem. Em quay tiếp cái hàng ghế thứ hai này. Cái hàng ghế thứ hai cho bác nhìn này. Đấy, đây chính là hàng ghế thứ hai của chiếc xe Mazda CX-5 này. Đó, chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa ở phía sau này. Ok, em quay lại một lần nữa cái phần đầu xe cho các bác cùng nhìn. Vâng, với chiếc xe mà Mazda CX-5 sản xuất 2023 và có nước sơn là màu xanh Kansai, đây là xanh đen. Chiếc xe này lăn bánh chỉ có 23.000 km thôi. Em đang chào bán với mức giá đó là 829 triệu
giá thì BM vẫn còn thương lượng thêm. Vậy nên là mời quý anh chị và các bác có nhu cầu quan tâm liên hệ với em qua số hotline 0916 789 786 để em Tuấn Anh được phục vụ các bác sớm nhất ạ. Vâng, em xin phép kết thúc video ạ.